Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hùng ngày hôm nay. Hôm nay Hùng đang ở trên 299B trên đường Lương Đình của phường An Phú. Hôm nay thì Hùng sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tham quan một ngôi chùa rất nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi chùa này chính là chùa Huê Nghiêm. Và ngôi chùa được thành lập vào năm 1975 do Hòa Thượng Thích Chí Quảng xây dựng. Các bạn có thể quan sát thấy tường bao xung quanh chùa toàn bộ được làm bằng đá, với họa tiết chạm trổ rất công phu. Ngôi chùa thu hút được rất nhiều khách du lịch, không chỉ vì kiến trúc đẹp mà còn bởi khuôn viên rộng lớn, thoáng đãng và nhiều cây xanh. Bây giờ thì mình xin mời các bạn sẽ cùng mình, chúng ta sẽ cùng nhau vào bên trong và cùng tham quan, chiêm bái vẻ đẹp của ngôi chùa. Và hơn thế nữa, ngôi chùa còn là nơi sinh hoạt cho pháp hội lớn, tập hợp tất cả những hành giả Pháp Hoa hay đạo tràng Pháp Hoa dành cho những Phật tử trẻ sinh hoạt đạo Phật tại thành phố Hồ Chí Minh mỗi tuần. Và cũng là nơi bổn bộ quy tụ tất cả hành giả Pháp Hoa từ Bắc chí Nam. Ngôi chùa được hình thành cách đây khoảng 300 năm trước thuộc hệ phái Bắc Tông. Chùa được xây dựng theo phong cách kết hợp giữa chùa truyền thống và chùa của Nhật Bản, có diện tích lên tới gần 20.000 m². Sở dĩ chùa có hình ảnh kiên cố, đẹp đẽ như bây giờ bởi đã trải qua rất nhiều đợt trùng tu và sửa chữa. Những hình ảnh trước mặt các bạn mà mình đang gửi đến, đây chính là Phật điện của ngôi chùa. Thường thì chỉ những ngày lễ lớn Phật điện của ngôi chùa mới mở cửa, nên mình chỉ có thể đi ở bên ngoài khuôn viên để review cho các bạn cùng chiêm bái với mình. Các bạn có thể quan sát thấy trước bậc tam cấp là lá cờ ngũ sắc và lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên gió. Và khu vực trước Phật điện được ngăn cách bằng hàng rào sắt, họa tiết hoa sen, lá sen đầy nghệ thuật và đẹp mắt. Nên dù chỉ có thể đứng ở ngoài vái vọng vào, nhưng nhiều du khách và người dân vẫn ghé tới đây để chiêm bái. Lan can trước Phật điện được sơn màu trắng và đắp lổi chi tiết hoa sen cách điệu, khiến không gian thêm đậm chất văn hóa của Phật giáo. Và đạo tràng Pháp Hoa, hôm nay chủ Huê Nghiêm có tổ chức các khóa tu vào các ngày trong tuần, nên chính vì vậy hôm nay chùa có rất nhiều các tăng ni cùng Phật tử đã quy tụ về đây. Ngoài các tăng ni và Phật tử đã quy tụ về đây để học đạo, thì các bạn cũng có thể quan sát thấy có rất nhiều người dân đã quy tụ về đây để chiêm bái và cầu phúc. Do là ngày học đạo nên có rất đông người, chính vì vậy tất cả các cửa ra vào đều đã được nhà chùa rào lại hết, nên mình không thể vào khuôn viên đằng sau để review cho các bạn coi được. Không gian khuôn viên bên trong của nhà chùa quả thật rất rộng và đẹp, không khí vô cùng là thoáng đãng.
Khuôn viên bên trước của nhà chùa có một pho tượng Bồ Tát Quan Thế Âm Lộ Thiên trên tọa đài cao 12 mét. Và bức tượng này cao 8 mét, đài sen cao 4 mét với trọng lượng lên tới 60 tấn. Và các bạn có để ý thấy ngoài bức tượng ra còn có rất nhiều bia đá được khắc những lời răn dạy sắc sảo của Đức Phật. Và mình không tính đăng video này lên, nhưng chùa Huệ Nghiêm là một ngôi chùa lớn nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh nên mình sẽ có dịp quay lại đây. Vì vậy mình mới chia sẻ đoạn video này lên cho các bạn. Mong một ngày các bạn sẽ ghé thăm ngôi chùa. Và bây giờ thì video của mình xin dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một đăng ký cùng một chia sẻ để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Cảm ơn các bạn.